Vâng, xin kính chào mọi người nhé. Mọi người hãy xem video tiếp theo của tôi. Hôm nay tôi sẽ quay cho các bạn xem một gian chợ bán các cái món ẩm thực truyền thống của Bắc Hà. Đó là những cái món phở và món các món địa phương, những món mèn mén, món phở đỏ. Mời các bạn cùng theo dõi video. Ở phía ngoài cùng này là các gian hàng cô. Bạn. Vâng. Các món truyền thống và rất là đặc biệt của bà con nơi đây. Đó là cái món mèn mén và món ốc đậu nhá. Rồi. Ngon không cô? Cháu ăn cũng ăn nhiều rồi. Đây là món mèn mén đó các bạn nhé. Xay ra từ ngô cô nhỉ? Có hạt ngô nhỉ? Xong mình làm có công phu không cô? Cô? Làm có phức tạp không? Cái món mèn mén này làm có công phu ở phức tạp không? Cô á? Vâng, à, làm có phức tạp không cô? Làm lâu mới được không? Làm lâu hả? Lâu à? Quá ngon luôn mọi người ạ. Món ăn truyền thống của bà con. Đây, không gian tiếp theo nữa là những không gian cũng bán những món mèn mén bà con. Cái món ăn phía ngoài cùng này, những cái món truyền thống. À, cháu ăn rồi cô ạ. Còn đang là thưởng thức những cái món truyền thống địa phương. Đó là món mèn mén làm từ hạt ngô nhá, làm từ cái hạt ngô. Từ ngô bắp. Đây món ốc đậu, mèn mén và ốc đậu. Mén trộn với ốc đậu. Mèn mén và ốc đậu nhé. Đang gian hàng đây là món ốc đậu các bạn. Đây mọi người đang thưởng thức món ốc đậu và món mèn mén nhá. Mén ngô. Rất là ngon. Người ăn trưa luôn à? Vâng. Rất là ngon. Nào, mời cô ăn nhá. Rất là ngon luôn. Này, bây giờ thì thời buổi bây giờ thì có rất là nhiều đa dạng các món ăn, nhưng mà thực tế ra thì các đồng bào dân tộc nơi đây thì rất thích ăn, vẫn rất muốn thưởng thức những cái món mà truyền thống của mình đã gắn bó với cuộc sống khó khăn của bà con từ ngày xưa mình, nên bà con vẫn rất thích hay ăn. Con ăn cũng rất là nhiều. Ăn này giờ này ăn trưa luôn. Giờ này bà con ăn trưa luôn. Món ăn truyền thống. Phiên chợ hôm nay rất là đông. Tầm này đầm trưa rồi cũng vãn một phần đấy, nhưng mà vẫn rất là đông các bạn nhé. Mén vào món ốc đậu. Ừ,
mày lấy đây. Vâng, em ăn rồi anh ạ. Mọi người đang thưởng thức. Đấy, em bé ăn rất là ngoan này. Em bé ăn giỏi thế còn cười nữa xinh nhỉ. Em bé ăn cao. Em bé có ăn mía không? Không. Em bé có ăn mía không chú cho này. Chú mua 2 túi liền. Chú có 2 túi liền, chú mua 2 túi liền ăn hết 1 túi rồi, còn túi nữa. Ủng hộ người bán mía, bán nhiều quá. Nhiều người bán mà ít người mua nên là mua nhà. Mua này không có tiền thì đi làm việc thì có vâng. Mua vâng. Vâng. Bắt đầu sắp là cấy ngô trước anh nhỉ. Ngô cây khoai rồi. Còn trồng lúa cấy lúa thì thằng phải tháng 6 nhỉ. Tháng 6 có nước mưa thì mới cấy được. Khu vực thải Giàng Phố này có ruộng đẹp. Chỗ gì nhỉ, chỗ đường đi Bản Liền nhỉ, chỗ đẹp, cảnh đẹp thật, ruộng bậc thang đẹp, bà con canh tác giỏi thật, ruộng bậc thang lại thế mà người dân vẫn làm giỏi. Món này gắn bó với đồng bào bà con nơi đây rất là lâu đời rồi. Ăn cái món này phải có thêm nước canh dễ ăn. Nếu mà ăn không là ăn không quen là không nuốt được. Nhưng mà vẫn ngon, mình ăn lâu là thấy cái vị ngọt của nó. Em cũng ăn nhiều phết đấy, đi chợ phiên hay ăn phết. Ăn với ốc đậu này. Ốc đậu này làm cũng công phu phết rồi. Mình sắp về chưa chị? Đến chiều, chơi đến chiều mới về. À một tí là về, đi làm nhỉ, chiều đi làm. Nhà mình lắm ruộng không chị? Lắm đồi nương không? Làm mà, làm ruộng nhưng mà tháng 6 mới làm. Vâng, 6 mới làm, bây giờ về trồng ngô nhỉ? Ừ, bây giờ trồng ngô trên đồi nhỉ? Em bé ăn no chưa? Ý giời, em bé ăn giỏi nhờ. Bé hôm nay đi chơi với bố mẹ nhờ. Anh chị không đi theo à? Đi chơi ông bà thôi. À, anh chị hôm nay chủ nhật không đi theo à? Cười chơi chứ. Theo bà thôi, không phải. À, theo bà. À, lên chức bà rồi ạ. Mẹ đi làm công ty rồi. À, mẹ làm công ty ở tận đâu? Không biết. Công ty ở miền xuôi à? Không biết. Mẹ giỏi nhờ, đi làm công ty rồi. Hầu như chợ phiên nào cũng có hai món này nhỉ. Ăn thêm một chút thịt lợn nữa, thịt lợn lợn luộc nữa. Thái nha. À. Dậu vừa chơi, ngon quá nhỉ. Mặc ấm quá nhỉ, mặc bộ này hôm nay là ấm đấy nhỉ. Ơi, mấy mẹ con, mấy bà cháu ăn nhá. Xin phép đi chút nhá. Đi quay một chỗ một tí. Sắp hết chưa cô? À, sắp hết chưa cô? Sắp hết rồi. Còn nhiều không ạ? À? Ai, ôi còn ít ốc đậu thôi. Còn ít mèn mén thôi. À, sắp hết rồi cô nhỉ? Đấy cháu ăn bánh mì nên là no quá này. Mì mới hẳn mua mía. Cô ăn mía này. Cô ăn mía không? Không, cháu không, cháu no rồi. Cô ăn mía này. Không ạ? À? Ăn mèn mén no rồi. Cháu làm 2 túi giờ vẫn no này. Làm 2 túi ủng hộ các cô bán mía. Giờ còn 1 túi nữa. Tí nữa ăn.
cân nhé.